Ai có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, quân huy giá rẻ, kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop trườngstar.com, ở đây cái quần què gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Trận này chọn tướng thấy bên kia có VZ với John nên mình mang phù hiệu thần quang để dễ có mạng. Mong dễ xanh được đầu game, lúc đó có tiền rồi thì lên gì cũng được, là phù hiệu này nhé. Vô game thấy bên kia đã follow rồi, còn có người yêu, là thấy run quá mọi người ơi. Ngày nào cũng lên TikTok nghe cái đoạn, không biết anh Thành Vũ biết gì phía sau nữa mà không nhớ, là thấy đoạn nhạc mấy bạn múa follow hay dùng lắm. Nhưng mà mỗi lần Trâm đang tràn đầy sát khí kèm phù hiệu với lối lên đồ sốc sát thương thì một xịt không đi viện cũng liệt nửa người hết. Phù hiệu này thì có thể xịt chết được follow giai đoạn họ chưa lên giáp phép, còn gặp VZ với Amelie thì phù hiệu này lúc solo hai đứa này không ngon bằng phù hiệu thánh thuần, nhưng cũng mong sẽ ổn áp. Cầm Natalia mà đi canh đường follow hơi khó vì nó chạy được nên trận này mình vẫn ép len rồng thôi nha. Trên này có John dễ ăn mạng hơn, với cố gắng núp bụi để bắt vây ra cũng dễ hơn. Như thời đi học thôi, bài nào dễ ta làm trước, cố làm bài khó chi mất thời gian. Bạn vây ra này để phòng không đi băng, nên tí phải đánh là hướng đã. John chưa gì đã bị hội đồng nát bét rồi, mặc dù tướng đó cuối game mạnh mà sợ không chịu nổi cuối game đã thua. Do bên kia có nhiều đấu sĩ lượng giáp phép họ nhiều nên lên giày phù thủy xong mình lên mặt nạ ma quái luôn, như vậy khả năng cao xịt họ mới chết. Nếu bên kia máu mỏng thì đầu game lên giày phù thủy xong trượng bùng nổ cũng đủ ăn rồi, còn sách truy hồn thì sau hai món này rồi lên cũng được. Trận này trước sau gì cũng phải lên sách nhé. Chạy lên lúc đây đợi họ ra ăn là xịt. Thật khổ khi dính liền ba cái choáng. Đánh thường mà chết luôn. Định về đường sông mà sợ rừng nó đón nên vòng lại cho an toàn. Giờ thì về rách lộ rồi nên khỏi lo gì nữa. Bây giờ lên sách truy hồn, có thêm hồi chiêu kèm hồi năng lượng. Tưởng Quy hỗ trợ cho Wander về chứ mà biết vậy mình lên che rồi. Phun máu vậy mà không giúp nó. Đi đâu lẻ loi vậy em? Tìm nãy giờ không thấy tự nhiên hiện ở đây. Tiếp tục lên núp đợi bắt được em nào không? Núp thì đi ở phía bụi này sang kẻo lộ trên bản đồ. Mà họ bỏ của chạy lấy người rồi. Dình làm gì đó cho tao xem với. Công nhận hai bạn này chơi game hiểu ý, kết hợp nhuần nhuyễn quá luôn. Do lên đồ như này sát thương cao dễ có mạng nên lối chơi luôn giữ khoảng cách chứ không phải khô máu như cách lên đồ khác. Lên như này xịt phải chết chứ họ không chết mình chạy ngay, do hồi chiêu cũng ít. Thấy tội AD vì không có mạng, thôi thì tí nhường cho. Bạn đang xem video ở YouTube Trâm Anh Anhnata và fanpage Trâm Anh 5 phút, còn mọi kênh khác đều là ăn trộm. Toàn tay ngắn thế kia dọn lính cũng mệt. Dình chú ý AD nó thôi nhé, dính làm chậm mà ăn chiêu một là chết liền. vây ra mai quay đầu chứ trong tầm ngắm Trâm rồi đó. Tim bạn giờ chửi nhau, AD chửi SB không biết bảo kê, SB chửi AD không biết ôm, vậy đố mọi người lỗi thuộc về ai? Chạy đợi chiều hai hồi là có thằng chết. Chơi game thấy chạy mà dí theo là dễ ngỏm lắm, phải biết lượng sức mình, ăn được thì hẵng dí. Trận này may có tim nhường mùa xanh, cũng cảm động hơn mấy trận trước. Ép chưa được thì tổ chức ăn rồng hoặc tà thần thôi, ăn mấy mục tiêu lớn chứ về farm quái là ngu. Và nên ăn rồng xong sang ăn tà thần sẽ hợp lý hơn nhé. Bữa giờ đăng nhạc mấy bạn bảo sao buồn nên nay cho nghe mấy cái nhạc sôi động, mong là mấy bạn tỉnh táo hơn, đừng ngủ khi xem nữa. Liều mạng hả John, chết nhiều giờ không sợ nữa à, thả con rồng trong trụ để ăn trụ luôn. Giờ thì lên vào win thôi, cảm ơn mọi người đã xem, ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé, cảm ơn ạ.